Chương một. Dịp Lương Thần Đến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thời gian, 2020 năm, khoa học kỹ thuật phồn hoa đại thời đại Địa điểm, làm sắc tinh cầu, chủng hoa gia thọ quốc, bạch long châu, băng thành bộ tộc Trời trong nắng ấm, mặt trời mới mọc, một tia nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ Tà tà tự nhiên tại một gian ấm áp trong phòng, tăng thêm mấy phần ấm áp cùng sức sống Thả, buông ta ra. Đức quản Thanh âm cô gái. Một đạo thân ảnh yếu điệu, ngay mặt sắc hướng đỏ, hô hấp có chút gấp thúc nằm ở trên giường dãy dùa, trắng nõn thon dài chân ngọc tản ra mê người ánh sáng, một đôi trắng mịn nắm tay nhỏ, thỉnh thoảng vung, một tấm búp bê như vậy mặt đẹp, nhẹ nhàng nhíu lại đôi mi thanh tú. Không, không muốn. Một trận thiếu nữ tiếng dãy dù truyện ra. Tên này thiếu nữ Xuân Xanh 16, là băng thành bộ tộc một tên cô nhi, tên là Hứa Tình, làm người tâm địa thiện lương tính cách thanh ngạo, với bên đường bày sạp kiếm sống, thỉnh thoảng đi làm thêm vừa học vừa làm. Nhân vật Triệu Lập Dĩnh đóng vai. Bên trong phòng ngủ, Hứa Tình nằm ở mềm mại trên giường, đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhắm chặt hai mắt, trên mặt tựa hồ có hơi dãy dụ dáng vẻ, trong miệng có chút mơ hồ không rõ nỉ non cái gì. Ngay sau đó, Hứa Tình hai mắt mở một cái, chợt một ngồi xuống đứng dậy đến, trắng nõn gò má mang theo một tia còn chưa rút đi hướng đỏ, nhu thuận mái tóc xõa, trắng mịn tay nhỏ đánh phía trước ngực. "Hù chết ta, vậy mà làm một ác mộng." Hứa Tình Lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. "Tình Nhi, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ?" Ngoài cửa truyền tới một câu trong nhu hòa năm phụ nữ thanh âm, tràn đầy quan tâm ý, tên này trung niên phụ nữ gọi là Lý Mai, hơn 30 tuổi mắt có tinh thần thất thường bệnh tật ba ngày trước đến băng thành thăm người thân bệnh tình phát tác không nhớ rõ sự tình té xỉu tại trên đường chính bị hứa tình lòng tốt cứu trở về mà đang ở ngày hôm qua lý mai mới khôi phục bình thường nhớ lại chính mình thân thế tương tự tốt như vậy chuyện tâm địa thiện lương hứa tình làm không chỉ một lần thậm chí đã từng thu nhận qua hấp hối ăn mày lão bá mai gì ta ta không sao một bên nhớ lại trước ác mộng Hứa tình một bên sắc mặt trở nên hồng sợ hãi tiếng trả lời, ngay sau đó xoay mình thức dậy, lòng không bình tĩnh mặc quần áo vào rửa mặt. Bên trong phòng khách, Mai Di mặc một bộ hát sắc tố váy, vóc người có lồi có lõm, ngoài 30 hắn, cả người đều tản ra thành thục nữ nhân ý nhị mỹ cảm, Mai Di đang bận rộn sớm một chút. Nhân vật Hà Tịnh đóng vai. Cửa phòng vừa mở ra, một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, chậm rãi đi ra. Hứa tình một đầu đen nhánh tóc dài, ở sau ót thật cao ghim lên một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, búp bê như vậy thanh thuần mặt đẹp, lộ ra một tia trắng mịn, xinh sáng mũi như đau gọt như vậy tinh xảo, một tấm miệng anh đào nhỏ, như hai mảnh hoa hồng cánh hoa bình thường mê người. Nhất là kia một đôi trong suốt lộ chân tướng con người, chấp động tinh lượng ánh sáng, nhìn qua mang theo một tia cuộc cường cảm giác. Một kiện bình thường màu vàng nhạt treo mang áo váy, mặt ở hứa tình trên người, chính là vừa vặn nổi lên ra nó tuyệt cao vóc người đem nó có lội có lõm đường công khắc họa đến tinh tế cũng để cho hứa tình phát ra ra một loại đặc biệt thanh thuần khí chất mai di hôm nay đứng lên muộn ta trước không ăn ta muốn khẩn trương đi ra hứa tình nói xong còn không đợi mai di trả lời chính là hấp tấp chạy ra ngoài trên mặt vẫn mang theo thần sắc cổ quái tựa hồ đang nhớ lại cái kia quái mộng tại một mảnh mênh mông cánh đồng hoang vu bát ngát nồng đậm mang hoang khí tức đập vào mặt một tòa sừng sững cự phong tại một trận sáng lạng vòng ánh sáng bảo vệ bên trong, âm âm một tiếng nổ tung mở ra. Nương theo lấy một trận sấm chớp rền vang tiếng đi qua, một cái nhìn như bình thường màu xám to thương xuất hiện ở hố đất bên trong. Giữa không trung, hai vị trí tôn là tranh đoạt trường thương ra tay đánh nhau. Hai người thi triển một cái hơn trăm trường khoảng cách liệt diễm cự phủ, cùng một mặt bảy tám chục trường lớn nhỏ kim sắc to gạch đụng vào nhau, một đoàn chói mắt mặt trời gây gắt nổ tung mở ra, kinh khủng dư âm hóa thành trận gió mãnh liệt hướng bốn phía cuốn đi. Từng đạo lớn gần trường không gian nhỏ kẻ hở bị xé ra, to lớn hấp lực truyện ra, cũng không biết đi thông nơi nào, nếu là bị nó cuốn vào vết nứt không gian, cho dù là hai vị đại nhân này vật, cũng tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Sư phụ cứu ta, thần long thương còn ở chỗ này của ta, ngài không muốn à, ta ngay cả cái sông tu bạn lữ còn không có đây, ta cũng không thể chết a. À. Một tên hôi bào thanh niên trên vai trái, ngồi một cái lớn chừng ngón cái kim sắc khỉ nhỏ, nó thừa dịp loạn giúp sư phụ cướp đi mới xuất thế chí bảo thần long thương, đang hướng xa xa chạy trốn, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, nó cảm giác một cổ vô pháp kháng cự lực kéo, đem chính mình quăng vào đến một cái vết nứt không gian. Phốc Tại áp lực thật lớn hạ, thanh niên phun một ngụm máu tươi ra, trong tay màu xám trường thương lúc này nhuộm thành đỏ như màu máu, tại to lớn hấp lực bên trong, thanh niên thân hình về một tiếng, tiến vào nào đó cái vết nứt không gian bên trong, kim sắc khỉ nhỏ cơ trí nhảy lên vào thanh niên tay áo bào. Diệp lương thần tránh mau. Thanh niên sư phụ nhắc nhở vẫn là chậm, cùng đối thủ trong đối chiến căn bản không kịp phản ứng, thần khí chính là cứ như vậy theo dịp lương thần không có, toàn bộ lâm vào vết nứt không gian. Mẹ con chim, người nào lại đem lão tự đánh thức? Đây là địa phương nào? Trong lúc mơ hồ, một đạo tan thương khàn khàn tiếng mắng chửi truyện ra, kia màu xám trường thương hấp thu huyết dịch, ngay sau đó hơi chấn động một chút, phản phất có sinh mệnh như vậy sáng lên một đạo bạch quang, đem vết nứt không gian bên trong thanh niên thân thể bao vây lại, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Băng thành bộ tộc là một cái mỹ lệ đại đô thị, thường có đông phương tiểu Paris danh xưng là, trong ngày mùa đông còn có hình dáng tao nhã đồ sộ băng tuyết đại thế giới, đưa tới tứ phương du lịch người đi du lịch cuối tuần. Mặc dù bây giờ là mùa hè, trải qua vẫn là phồng hoa một mảnh, hương phòng khu hồng kỳ đại đường vốn là buôn bán vòng, phụ cận có thật nhiều hàng vỉa hè, có đẩy xe nhỏ bán ăn, có thần bí như vậy nắm mấy bản CD mảng lớn, tặc mi thưởng nhãn tiếng trao hàng đến. Một đạo thân ảnh yếu điệu, mặc màu vàng nhạt treo mang áo váy, chải một cái tóc thắt biếm đuôi ngựa thanh thuần thiếu nữ, chính đẩy một cái bốn bánh tiểu xe hàng, trên xe hàng mặt cắm đầy đủ loại kẹo que, nhàn sắc tươi đẹp, hình dáng nhiều loại, đưa tới không ít người mua. Tên này thiếu nữ, chính là trong kỳ nghỉ hè đi làm kiếm tiền hứa tình. "Mẹ, ta muốn ăn tỷ tỷ kia bán kẹo que." Một tên năm sáu tuổi tiểu nam hài, chu miệng nhỏ, lôi một vị mỹ phụ ống tay áo, đồng thanh đồng khí hô. "Hảo hảo hảo, ngươi tiểu quỷ này, cái nào kẹo que không giống nhau ăn." Mỹ phụ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đi tới hứa tình xe hàng trước, cho hài tử mua một cái thích kẹo que. "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, làm bạn gái của ta đi." tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ nói, chớp chớp tràn đầy đồng chân mắt ti hí. Hứa tình lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Ngươi hảo hảo học tập, chờ ngươi lớn lên, tỷ tỷ liền làm bạn gái ngươi có được hay không? Hảo hoa hảo hoa. Ta có xinh đẹp như vậy bạn gái. Tiểu nam hài lúc này hư tay múa chân, thử đến hạt vừng nhỏ nha. Đều là ngươi cái kia ma quỷ cha giáo, nhìn trở lại không thu thập các ngươi. Nói xong, Mỹ Phụ trong mắt lóe lên một tiêu oán hận ý, trải qua vẫn mặt đầy ôn nhu ôm lấy tiểu nam hài, hướng xa xa đi tới. Ngày chính giữa trưa, hứa tình cảm giác có chút đói, chuẩn bị đi ăn một chút gì, cái này hai bên đều là tiệm cơm lớn, cho nên, chỉ có thể đi thương trường phía sau đường phố nhỏ ăn chén sáu khối tiền bún cây. Đẩy xe nhỏ, hứa tình trải qua hai cái không người đường phố cu quẹo, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, bỗng nhiên, hứa tình mặt liền biến sắc không tự chủ được quay ngược lại hai bước. Phía trước đường xe chạy phía bên phải, một tên không biết sống chết, mặc cổ đại trường bào màu xám bóng người, lẳng lặng nằm trên đất, áo quần ngổn ngang không chịu nổi, nhìn qua vô cùng chật vật. Chủ yếu nhất là, người này trên người còn có một chút vết máu. Đóng kịch Đây là hứa tình thấy thiếu niên ấn tượng đầu tiên, đánh giá sao nếu cái diễn viên, Hứa tình không dám tới gần sợ ảnh hưởng người ta, trải qua trong mắt chính là tràn đầy một tia hiếu kỳ, đây là chính mình lần đầu tiên thấy đóng kịch hiện trường, không khỏi có chút kích động. Đang lúc này, chật vật thiếu niên du du tỉnh lại tới, chính là dịp lương thần. Hoắc kiện hoa đóng vai. Ta thần long thương đây. Dịp lương thần trong đầu, bỗng nhiên thoáng hiện lên một cái, đánh mặt hệ thống dung hợp bên trong dòng chữ giao diện, còn không chờ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện bốn phía hoàn cảnh xa lạ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tiếc 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 một chiếc màu đen xe con từ xa xa bay nhanh tới kèn mấy tiếng tỏ ý thiếu niên không nên lộn xộn để tránh xảy ra nguy hiểm thấy vậy dịp lương thần bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng lên tiếng đạo cái gì đây là loại nào yêu thú cái này tròn trịa tứ chi sinh cực kỳ kỳ quái toàn thân bên trên hà thậm chí ngay cả cộng lông cũng không có phụ cận hứa tình che miệng một tiếng cười duyên con mắt cũng là hiếp lại thành một cái hình trăng lưỡi liềm, nhìn dáng dấp chụp vẫn là một bộ xuyên qua kịch. Lên. Diệp lương thần mặt coi thường, giơ tay lên hướng về phía xe con xa xa một điểm. Bực này trọng lực khống vật thuộc một khi thi triển, chớ nói chiếc này màu đen xe con, coi như là ba năm chiếc, cũng đủ để đem nó hất tung ở mặt đất. Trải qua sau một khắc, Diệp Lương Thần khóe miệng một phát sửng sốt, nháy mắt sau một hạ con mắt màu đen kia xe con không trải qua hoàn hảo không chút tổn hại phỏng chừng tài xế nhìn thấy thật giống như ăn mày một dạng dịp lương thần lại dám chỉ mình cho nên như đang thị uy một cước chân ga quét một tiếng tại dịp lương thần bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua cuốn lên một mảnh bụi mù khiến cho đến dịp lương thần áo quần bay lượn ăn đầy miệng màu xám khục khục một tay che miệng mũi một tay ở trước mắt không ngừng xúi dục, xua đuổi bốn phía bụi mù Diệp Lương Thần trong mắt mang theo nồng đậm mờ mịt, không cam lòng, còn có một tia thê lương, Giời ạ, à, chính mình vậy mà pháp lực hoàn toàn không có trở thành phế nhân." "Lão tử còn không có sông tu qua a." À, Diệp Lương Thần trong lòng gầm thét. "Hi hi, thật thú vị, bất quá cái nhân vật này thật là trơn kê." Hứa Tình cười hi hi thấp giọng nói. Diệp Lương Thần ngừng động tác lại, cánh tay mỗi lần khu tay, thân thể đều hội sẽ mang đến một trận đau đớn kịch liệt, chuyển mắt chung quanh. Cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy hứa tình một cái như vậy người sống sờ sờ, tình huống không ổn a. À. Diệp Lương Thần tâm lý tính toán, phải nhanh chóng biết rõ đây là đâu cái tông môn phạm vi thế lực, lại tìm một chỗ an toàn chữa khỏi vết thương thế, khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất. Từng. Sau đó khi tìm được cái kia, không có lông quái thú tiêu diệt hắn, lại dám xem thường chính mình. Diệp Lương Thần phát hiện hứa tình quần áo trang sức quái dị thế nào lộ cánh tay lộ chân mặt cái này sao tùy tiện dịp lương thần sắp xếp làm ra một bộ người hiền lành nụ cười hướng về phía hứa tình nói vị tiên tử này tiểu sinh giá xương lễ độ dám hỏi nơi này là địa phương nào không phải sợ ta là người tốt muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xem chương kế tiếp đặc sắc hơn mới sách cầu cất giữ tuyệt đối sản văn không ngược chủ cầu phiếu đề cử có, khác hơn 4 triệu không ngừng có chương mới ghi chép xong bản tác phẩm Tiên Ma Đạo Điển, Tiên Niệm, Thư Hoàng có thể nhìn. ps s vớt bi cao tiếng, xin vốt 9.10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Converter có thêm động lực làm việc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.